Thưa quý vị, hình ảnh mà quý vị thấy ngay sau đây là tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, được ghi nhận vào ngày hôm qua, mùng 10 tháng 3, khi mà cả thành phố chìm trong bão cát vàng và không khí trở nên ô nhiễm nghiêm trọng. Chất lượng không khí của thành phố giảm mạnh xuống mức nguy hiểm vào tối qua với chỉ số hạt PM2.5 lên tới 800. Nhiều người dân cho biết là họ gặp các vấn đề như là khó thở, khô họng, viêm mũi và mắt cay rát khi mà ra ngoài. Bắc Kinh phải đối mặt với tình trạng bão cát thường xuyên vào tháng 3 và tháng 4 do nằm gần sa mạc Gobi rộng lớn cũng như hậu quả của nạn phá rừng và xói mòn đất trên khắp miền Bắc Trung Quốc.